huấn luyện người đá già luôn Riven. Đây con Riven rồi anh em ơi. Đây, chính xác là nó. Chính xác là Riven rồi. Không thể nào mà lệch đi đâu được. Lịch sử đấu 3 Trần Quyết ơi, LSD là lịch sử đấu. Yasuo. Riven chưa ai đúng không? Lạ gì Riven. Thằng người đá đội lốt Riven là cái chắc rồi. Ông nào có ấn thần tài không? Trời ơi ông này cọc ngon thế. Nhìn này, sứ thanh hoa đẹp này, pháp sư bắn tỉa. Ui như trận này anh em nào cũng được cái cọc đẹp ấy. Nhà này cọc hơi xấu tí. Nhà này cũng hơi xấu tí. Vừa bộn, bạn bè phương xa vượt trội. Quá nhiều kẹo à. Cái bừa bộn này rất là ngon các bạn ạ. Mình sẽ lấy nhá. Chết mẹ này. Ây da, thiếu một, thiếu hai tiền để mua. Hai tiền để mua con này. Giờ sao? Giờ sao đây? Quyền năng à? Trái tim à? Ủa đá chắc chúng ta cũng chưa nên tận dụng vội. Là mình sẽ bị mất một stack của bừa bộn rồi. Nó bay lên luôn con Garen 2 các bạn ạ. Vậy là mất đi 3 kinh nghiệm. Hồi chấp nhận thôi. Giờ tiền đâu ra mà mua, đúng không? Mình sẽ bán con Yasuo đi. À được, được, thắng là mua vô được. Ha ha, tôi quên là có con Yasuo. Đủ. Ui. Vậy là năm sử ra luôn à. Huấn luyện Riven luôn. Mình sẽ để mấy con nào chơi thì mình sẽ để sắp bên này. Cho nó đỡ bị loạn anh em. Soraka có thể chơi. À chóc. Nhà này sàn đấu đẹp ghê ta. Sàn đấu đẹp đấy. Ơ mình đánh không lại nhà này á. Không lại nhà này thì chắc chắn là lạ thật. Mình level 5 có cái le 2. Với nhà này thì chỉ có 3 sử gia hiền giả thôi đúng không? Đấy. Không đánh lại thì lạ thật. Darius à. Không có gì đặc sắc rồi anh em ơi. Game này nhiều anh em sử gia rồi. À không, ít. Con số 6. Không anh em nào chơi sử gia cả. Ngoại trừ tôi. Đây thua thì mình sẽ bán con này đi và tôi mua một con Kobuko. Nó sẽ hợp với cái giá tiền của tôi hơn. Ui, cọc nhà này cũng đẹp nữa. Xong đấu hiền giả và ấy. Cái này thì huyết trượng tha hóa, không sử dụng kỹ năng. Để cho con nào? Irelia. Irelia cầm này không biết là nó có xịt ra kiếm không anh em. Hồi máu ghê vậy. Vãi cả nồi. Hồi máu điên rồ vãi.
phạt luôn chứ gì nữa. Gì không? Live chiến với bạn Hiền à? Hello bạn Nam nha. Bạn Nam ở đây có thể đi bơi không? Nóng quá đi. Anh em đi làm cái mã bơi cho mát mẻ. Bùa đỏ thì ngon hơn nhưng mà tôi lỡ lấy cái này rồi. 18. Vẫn chưa có CV. Ờ. Lát tạm cho con này đi anh em. Giáp thì Aatrox, Garen đều được cả. Vừa bỏ qua xong à? À lỗi thế. Sài Gòn mưa quá anh ơi à. Ở Hà Nội vừa mưa một xíu rồi lại nắng to. Nắng to. Năm à? Ngày thứ mấy? Ngày thứ ba. Ari 2 à? Chắc không lên được rồi. Ok bạn Nam ơi. Bơi ở thủy lợi không? Thủy lợi bữa nay có cho bơi nữa bạn Nam. Tiếng đại học thủy lợi mà hết nước à? Quyền năng à? Nhà cái cao cường ở đây, đây đây. Garen, Kha'Zix, Chitana, Galio. Ờ, mình kẹp tí cao cường vào cũng ấm ấy nhở. Làm tí cao cường Garen, Galio này. Ui ôi, chuẩn dead luôn. Kẹp thêm con gì? Chitana à? Gọi là mật lem. Kha'Zix. Mua mấy con này cho nó bớt lặn xì ngầu lên. Định mệnh. Chuẩn bị có huy hiệu sử gia này anh em tin không? Khả năng có cao đấy. Hay là mình kẹp thêm tí thần tài để căn nổ hũ không? À, lại lấy được cái cung thì ngon rồi. Giáp mà thú tượng. Một cái gậy này thì nó lại là một cái đồ khác thôi. Joey 2 à? Rồi phải win nha. Win là to đấy. Ngồi uống cà phê đến tối. Ui cái King Red này gớm thế. Thua rồi. Có Joey 2 có biết lại không? Gna 2. Kéo lại rồi. Có. Bơi đấy à? Ok bạn Đăng ơi.
Bơi sáng hay bơi chiều? Bơi đấy có nhiều các bạn nữ không bạn nam ơi? Nào mà có nhiều bạn nữ xíu. Cơn mưa vàng này. Ây, eo có huy hiệu sử gia cũng không có cái ấn ủng gì hết. Chán ghê. Ai à, bảy sử gia Galio vẫn là một trong những cái bài mà rất là ngon. Sang em cho cái ấn à. Rồi xong rồi. À, sáu sứ Thanh Hoa rồi. Ác quỷ rồi. Này lấy đâu ra mà 10 sử gia đây. Vận may thì có hạn. Chuỗi thắng thì vẫn có thể làm lại được. À tóc. Này thì tôi sẽ đổi sơ cho John Galio Silas bốn đấu sĩ à. Nhà này 5 số á, đang muốn thua thêm à. Anh mình bây giờ kẹp thần tài nổ 20 số thì cũng có một cái tỷ lệ là ở ra thiệp vàng à. Đúng không? Nhưng mà 20 số thì nó cũng khá căng đấy. Tôi đợi xem là có Chitana hay là Teemo thì tôi sẽ cho thử vào nhé. Bây giờ máu của tôi cũng đang rất nhiều. Thắng thua thì cũng tùy thôi. Fit me. Thắng thua cũng còn tùy thôi. Hai vàng hai sao Teemo này. Bây giờ mà lấy Teemo thì nó lại dư gậy. Mất cung rồi. Không lấy được mình mà lấy Teemo luôn. Zira cũng ngon. BF. Aatrox 2. Lấy BF thôi. Cô cực đi anh em ơi. Hình bằng Irelia. Có Buko 2 à. Đấy. Này để dành cho Galio nhé anh em nhé. Số mấy? Số 2 à. Thắng cũng không sao. Nhà này thì chắc chắn là mình thắng rồi. Nhà này đang đánh thần tài các bạn ạ. Cũng là thần tài xoay Irelia. Sử gia luôn. Nhưng mà bây giờ mới level 6 à. Level 6 hơi khó nha. Tập game cũng sẽ cái bạn to hơn. Ê, ê, ê.
Thuê này nghe bảo là cũng hiếm phết đây. Thế này thắng cũng được các bạn ạ, không cần thua lắm. Thành Trung ở chỗ nào Hà Nội em? Hải Phòng hôm qua bão như tận thế. Nhà này đánh Sen à? Senjira. Oh, có cái bài Senjira cũng hay phết. Tối nay mình chơi thử, làm content, hướng dẫn cho anh em leo rank luôn. Bài Zira này cũng gớm. Mình Zira cân hết không? Wow, hay. Mất luôn cái chữ thu. Giờ mới được một số thôi à? Phải để dành cái giáp lưới nữa. Ui, Galio này. Dun 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 dun. Ờ, Garen cao cường mà ta. Bỏ Garen đi. Rất nhiều gậy nhờ. Ô, bây giờ thắng thua thì cứ mặc kệ nha. Mặc kệ. Làm tí mũ đi. Chúng ta có thể đánh bằng Sylas đấu sĩ thêm một chút cũng được. 8 đấu sĩ Sylas. Nhưng này không đánh được 8 đấu sĩ rồi, đánh hiền giả với cả là ấy ngon hơn. U nhưng mà hồi nãy mình không bắt ấy. Hàng Mai à, mình không bắt CV, cho mình thua đi. Cố lên Darius. Đúng rồi, quẩy đảo đi. Khó rồi. Ê à, Darius làm được. Ai cả nồi Darius thần à? Ai? Quỹ phòng hộ Pandora. Ây da, Pandora. Ta có thể xào lại đồ nhưng mà tìm ấn nào. Liều đi anh em ơi. Cũng hiếm một cái game là sử gia siêu cấp nha. Siêu cấp sử gia đi xem nào. Vuốt rồng cũng ngon này. Jessin, Nazir, Diana. Tối lai tiếp không anh? Có Thái Tuấn ơi. Tối tầm 9 giờ mình like nhá. Ngày cố lên. Một round thua chúng ta được 6 điểm là 10 điểm. Tôi xong rồi. Chạy đi King Red ơi. Đúng rồi, ma thắng luôn anh em ạ. Thế sao mà được 20 số bây giờ. Nó cứ kiểu nửa vời quá. Mạo hiểm quá anh à. Quá mạo hiểm. Annie. Giờ thua được có một tiền một chuỗi thôi. Ây à.
Giờ tôi không update nữa. Tôi đợi đây. Chờ thua đây. Đúng rồi. Chiếu tôi thoải mái. Cao cường của tôi cộng không nhở? Cộng không? Tôi này chúng ta cũng không bị trừ quá nhiều máu nếu như mà đép được. Đép được thì nó lại là khác. À, bây giờ lại thua. 14 máu. Dù gì thì chúng ta cũng đang lấy đang lấy cái mà cao cường. Còn Kobuko là nó không liên quan gì mấy đâu. Họa sư này. Họa sư thay vào đâu? Achok cũng được. Để vẽ sớm tí. Số 6 à? À, số 6 thì chắc là cút rồi. Số 6 thì chắc là cút rồi các bạn ạ. À, không chơi thần tài được nữa. Cái giấc mơ mà tìm kiếm một cái ấn thìa vàng thì nó lại là bây giờ lại gian nan quá rồi. Thôi dẫu sao tôi cũng chưa có gì thay. Đép tạm như này đi. Nếu một con sử ra là con gì? CV. Không có CV để cho. Mà cứ giữ lại. Đau thế. Giờ còn chơi thần tài thì bảo sao anh em không đấm cho người nó ngu ra. Ngu người. Yalio đây. Mới chịu like à? Like từ nãy giờ rồi mà Hiếu Vũ ơi. Like cả 2 tiếng đồng hồ rồi. Lại bảo bây giờ mới chịu like. Dỗi vai. Xong rồi. Em mình mạnh quá. Ai chơi đây? Thôi xong rồi bỏ thần tài rồi các bạn. Cút đến nơi rồi. 16 số. Đồ con này à? Đâu được. Bỏ con này đi, anh em mình cho một con đấu sĩ vào thôi. Yeah. On này. Level 9 có nên up level 10 không nhỉ? Bây giờ mình đang tương đối là loạn ấy. Loạn vãi đái anh em ạ. Đấy. Bắt đầu cà cuống rồi. Thôi cứ bỏ thần tài đi cho nó chắc đã. Anh em mình kẹp gì thêm thì kẹp. Xây ra này. Đấy, hơi loạn đấy. Đấy.
Lại là xử lý không được hay lắm. Ôi, nhà này có lê sim một sao mà mạnh thế. Thôi xong rồi. Có con gì đang dư không? Chắc không có gì dư cả. Rất là nhiều ngộ không. Con xe lát nữa, xe lát 3. Đồ đê. Giờ thì tích tiền cái nỗi gì nữa. Không ra rồi. Hết tiền. Salad. Ok. Đây rồi. Tôi thích cái này hơn anh em ạ. Nói thật luôn, tôi thích làm sử gia hơn. Nhưng mà bây giờ éo cho phép rồi. Giờ tham sử gia anh em mình chỉ có một cút thôi. Sử gia cái nỗi gì nữa. Đúng không? Silat 3. Đồ này thì cũng phải nói là tạm chấp nhận được rồi. Cũng phế nhưng mà cũng được. Còn thiếu mấy con đấu sĩ nữa, mình có nên thay bỏ bớt sử gia đi không? Cho mấy con đấu sĩ vào cho nó chất đi. Giờ chắc tích tiền này. Giờ mà thu được nữa thì tài nha. Không hưởng công anh em mình chờ đợi đúng không? Ủi hơi nhiều. Xài là 8 đấu sĩ. Em đi nào. Kobuko, Rek'Sai, Aatrox, Tam Ken. Giờ đi tìm thôi. Giờ khó nhất vẫn là Kobuko với cả Rek'Sai các bạn ạ. Tại vì level 9 là 15%. Cái này chắc mình sẽ không cần nữa. Một chút hắc ám à. Xong đấu. Wow, set này cũng ngon đấy. Bỏ đi Long Vương. Như này không? Tại vì tôi cũng không cần đến song đấu lắm. Cho bọn này nó quẩy. Này cầm 2 Irelia. Có dự tính gì không? May là tôi có cái bút thần long này. Tôi không sợ mấy con
này lắm. Đấy, quẩy hết luôn anh em ạ. À, tự dưng roll kiểu gì mà vớ được con Silas 3. Thích vãi đái. Set này. Bán con này đi không anh em ơi. Con này quý nhân. Dám bán đâu. Bán chết tòi đấy. Bán con này. Bỏ con này. Nà nữa. Mình phải để cho 4 slot cơ. 4 con đầu sĩ cho nó chất. À cũng có một con Annie nữa này. Bán salad 50k à. Sao lại cơm gạo thế. Không được rồi. Salad giờ mà 50k thì hơi hơi bèo nhèo em ơi. Ủa Irelia 2. Ít ra con Silas này của anh ấy cũng phải được 100k. 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 Ủa, Kobuko đâu? Đây. Rek'Sai. Không thấy Rek'Sai rồi. Khi nào mà mình có Rek'Sai thì mình mới thay nha anh em nhé. Aatrox nữa. Kobuko. Rek'Sai, Aatrox và Tamaken. Để hết rồi đây. Set không cần lên 2 đâu. Méo ra. Xem là cái lượng máu của con Silas này bao nhiêu. Ui, cái lấy 7 sử ra cũng mạnh lắm anh em ạ. À, mạnh lắm luôn. Ăn được không? Vẫn còn một Annie nữa. Ô chứ đâu, bỏ qua mẹ Aatrox với. Ây à. Bỏ qua Aatrox rồi. Trời ơi. 1 triệu à. Ok nha. Top 1 1 triệu anh em ơi. Ây à. Trời ơi, tiền của tôi tìm bao lâu mới ra, bây giờ một phát thì tôi lại bỏ con mẹ qua luôn. Buồn ghê. Thôi bây giờ ra chọn đấu sĩ đi nào. Chọn đấu sĩ không nào. À hình như vẫn là con Aatrox, Aatrox đây rồi. Vẫn còn Silas ở đây. Mình mà cho 8 đấu sĩ vào mà thua thì đúng là ngu người. Đây, con này vào đây, con này vào đây. Con này vào đây. 7 đúng không? Rakan à? Con này à? Đây. Ô, 9.000 máu. Nào lên được set 2 thì mình sẽ cân nhắc về cái việc là lỗi luôn đi. Đây, cần hắc ám cho nó anh em ạ. Nhìn này em chất chơi nhá. Set 2 luôn. Rồi set 2 rồi. Ăn đi 3 chưa?
Úi giời ơi. Sao rồi đây Văn Hoàng ơi, có chốt deal không? 100k em ơi. Chốt deal không? Anie à? Anie 3 đâu mà. Ồ Anie mình. Cái gì đây? Bán rồi, bán rồi. Thôi hết rồi anh em ơi. Anie 3. Đây là con Silas của tôi. 9.300 máu. Một mình Anie thì sao mà gánh được team đây. Anh lại còn có vút thần long nữa. Quá khó cho Anie rồi. GG. Anh nào đang xem đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Chắc mình off để tối chơi tiếp. Bye bye anh em nha.